Tử vi về ngày 4 tháng 2 âm lịch Quý Hợi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 4 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan về ngày 4 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 4 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Quý Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày Quý Hợi thuộc hành Thủy, khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu và tuổi Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa, không sợ thủy. Ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành một cục. Xuân Tỵ hình Hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão và Đinh Dậu. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như xuất hành, khai trương, buôn bán, cưới hỏi, nạp tài và động thổ làm nhà. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi sự nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 4 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp cho ngày 4 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày này có phúc tinh và ma tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh
có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn Dương Mộc gặp quý âm thủy là chính ấn, như là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn cho gia chủ tuổi Dần còn có các thần kim dư chiếu mệnh, là các tinh phú quý, cho nên trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Dần. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn còn có hai cát tinh là Văn Xương và Phúc Tinh chiếu đến mệnh. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Còn Phúc Tinh giáng chiếu có nghĩa là trong ngày hôm nay, người tuổi Mão có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng. Vậy nên, gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm họa gặp quý âm thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Bên cạnh đó, trong ngày còn có ba cát tinh Thiên Ất, Mã Tinh và Thái Cực chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc. Bản mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng và gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Ngọ.
Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Sần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa cập quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày này, cần hết sức cẩn trọng các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngoài ra, trong ngày còn có hai cát tinh là Thái Cực và Quốc Ấn chiếu mệnh. Đây đều là những ngôi sao tốt đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi Thân. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim cập quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày cần có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sáu mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sử để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, trong ngày còn có đến hai hung thần Thiên La, Địa Võng và Kiếp Sát đem đến những điều không may mắn. Cần chú ý, Thiên La, Địa Võng là chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy cát, hóa hung. Còn Kiếp Sát là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Tuất. Không những vậy, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên các gia chủ tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp quý âm thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên các gia chủ tuổi Hợi cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời không được đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 4 tháng 2 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để có thể gửi đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.